phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, thì sở hữu một ngôi nhà với các thiết bị smart home hay chính là các thiết bị thông minh trở nên thật dễ dàng. Chỉ với vài triệu đồng là đã có thể sở hữu một giải pháp nhà thông minh hiện đại nhất. Vậy thì hiện nay, đâu là những thiết bị thông minh trong nhà mà ai cũng muốn sở hữu? Hãy cùng Vlog Nội Thất Đẹp đi khám phá ngay nha! 1. Robot hút bụi. Robot hút bụi thông minh xuất hiện tại Việt Nam và trở nên phổ biến trong khoảng vài năm trở lại đây. Thiết bị thông minh này thì là một robot được lập trình để có thể làm công việc hút bụi, lau chùi sàn nhà một cách tự động mà không cần đến sự can thiệp của bạn. Không chỉ có thế, thiết bị thông minh này còn có tính năng thay đổi cách thức làm việc một cách rất là linh hoạt trên các bề mặt chất liệu khác nhau. Ngay cả những vị trí rất khó làm sạch như là trên các tấm thảm dày, thì robot hút bụi thông minh cũng được lập trình để xử lý các công việc khá phức tạp này. 2. Máy rửa chén. Máy rửa chén chính là một thiết bị thông minh có thể nói là khá phổ biến ở nhiều gia đình Việt hiện nay. Với thiết bị thông minh này, tất cả công việc bạn cần làm là xếp bát đĩa vào máy, bổ sung chất tẩy rửa, lựa chọn rồi khởi động chương trình rửa thích hợp. Khi đó, toàn bộ quy trình rửa của máy sẽ hoàn toàn tự động. Kết quả cuối cùng là bát đĩa, song nồi có ở trong máy được làm sạch hoàn hảo. Bạn chỉ cần lấy bát đĩa đã được làm sạch ra khỏi máy và sử dụng thôi. 3. Máy lọc không khí. Máy lọc không khí là thiết bị thông minh trong nhà có khả năng lọc bụi bẩn trong không khí thông qua các lớp lọc bụi tiêu chuẩn, loại bỏ tác nhân gây dị ứng, mùi hôi, nấm mốc nhờ công nghệ tạo ion. Bên cạnh đó, nhiều dòng máy lọc không khí còn có tính năng bắt muỗi nhờ vào biện pháp ánh sáng UV, cửa tối dẫn muỗi, luồng khí hút và miếng dán muỗi đặt bên trong chiếc máy lọc không khí. Lượng lớn muỗi và côn trùng nhỏ sẽ bị bắt lại bên trong thân máy. 4. Tủ lạnh thông minh. LG đã cho ra đời chiếc tủ lạnh Smart InstaView Door Indoor, nhận được khá nhiều đánh giá tích cực khi lần đầu ra mắt tại IFA năm 2016. Chiếc tủ lạnh thông minh này thì được trang bị màn hình 29 inch trên cánh tủ cùng với nhiều tính năng thuận tiện, cho phép người dùng kiểm tra ngày hết hạn của thực phẩm, biết được bên trong tủ lạnh có gì mà không cần mở cửa thông qua tính năng Knock On. Ngoài ra, thiết bị thông minh này còn giúp các bà nội trợ có thể vừa học nấu ăn, vừa nghe nhạc và xem phim. 5. Đèn cảm ứng. Đèn cảm ứng là thiết bị thông minh có thể tự động bật đèn khi có người bước vào vùng quét của mắt cảm ứng và tắt đèn khi không có người. Đèn cảm ứng thường được dùng ở khu vực hành lang, cầu thang, lối đi, tủ quần áo. Thiết bị thông minh này còn có thể dùng làm đèn chống trộm rất là hiệu quả, khiến trộm cảm giác hoảng sợ khi đèn bật và nghĩ rằng bị chủ nhà phát hiện. 6. Camera giám sát. Đầu tư vào một chiếc camera giám sát thông minh cho phép bạn thấy ai đang gõ cửa mà không đứng dậy khỏi nhà. Thiết bị thông minh này cho phép xem quan sát các khu vực xung quanh nhà của bạn từ bất cứ nơi đâu, tất cả thông qua một ứng dụng trên điện thoại của bạn, và cung cấp cảnh báo âm thanh, chuyển động hai chiều giúp bạn phát hiện các mối nguy hại đối với gia đình của mình. 7. Ổ cắm hẹn giờ hoặc là ổ cắm điều khiển từ xa. Để có thể sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm và theo ý muốn của người dùng, thì ổ cắm hẹn giờ và ổ cắm điều khiển từ xa là thiết bị thông minh hoàn hảo nhất cho mọi gia đình. 8. Khóa cửa vân tay mật mã. Với sự phát triển của công nghệ và xã hội, thiết bị thông minh khóa vân tay mật mã được ra đời nhằm đáp ứng cho những tiêu chuẩn của người tiêu dùng. Đây là loại khóa điện tử mở cửa bằng vân tay và mật mã số. Việc sử dụng vân tay mật mã vừa giúp cho việc mở khóa đảm bảo an toàn, không lo bị copy chìa khóa của những kẻ có ý đồ xấu. Ngoài ra, thiết bị thông minh này cũng rất là tiện lợi, góp phần làm cho ngôi nhà của bạn thêm sang chảnh và hiện đại hơn. 9. Cân thông minh. Là cân sức khỏe điện tử giúp quản lý cân nặng và các thông số khác như là chỉ số cơ thể, lượng chất béo, lượng nước trong cơ thể của bạn cũng như của cả gia đình bạn. Thiết bị thông minh này có thể thiết lập một hoặc là nhiều hồ sơ để theo dõi, lập kế hoạch tiến trình của các mục tiêu sức khỏe dài hạn. Bên cạnh đó, chúng sẽ cung cấp các tài nguyên như là biểu đồ, mẹo và các công cụ khác để giúp bạn duy trì các mục tiêu có ý thức với sức khỏe. 10. Công tắc cảm ứng. Thay vì những công tắc cơ thông thường, thiết bị thông minh này mang lại cho ngôi nhà vẻ tinh tế, sang trọng, tiện nghi hơn rất nhiều lần. Với loại công tắc này, người sử dụng không cần đến tận nơi để bật hoặc là tắt từng công tắc mà có thể điều khiển chúng một cách dễ dàng thông qua điện thoại, máy tính bảng từ bất cứ nơi đâu có kết nối Internet, giúp tiết kiệm nhiều hơn thời gian, công sức của người sử dụng. Khi bạn sở hữu các thiết bị trong danh sách này, bạn sẽ có một smart home được trang bị tốt giúp bạn tiết kiệm tiền, tùy chỉnh không gian của bạn, giữ an toàn cho nơi cư trú và hơn thế nữa.
nếu bạn muốn mở rộng các loại thiết bị thông minh của mình sau này, thật dễ dàng để làm điều đó. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.